Kính chào các bác nhé. Hôm nay bên em về được ít thêm dòng Bayer, hàng rất là đẹp. Đấy, ngày hôm nay thì làm dòng tay da cá, rất nhiều bác thích dòng tay da cá. Hôm nay em quyết định là thay toàn bộ tay da cá cho nó đẹp luôn. Đấy, cái mic quan trọng nhất đó là còn zin, còn đẹp và còn chất lượng tốt. Còn cái tay này mình thay, cái tay này thì nó giá nó cao lên một chút. Thay nguyên bộ một đôi tay với cả rõ mic đẹp, mới tinh, cho sạch sẽ các bác dùng cầm nó sướng hơn. Đấy. Đây dòng Bayer này các bác này. Đây là dòng Bayer đời đầu của em, đây dòng Bayer đời đầu. Đây đầu thu đây. Anh chú tháo. Đây em sẽ tháo bên trong cho các bác xem luôn, đúng chuẩn Bayer luôn. Em bên em thì là sang hôm nay thì sẽ làm thêm một số dòng bích bãi phục vụ anh em. Em sẽ làm những dòng đời cao chất lượng và hàng tuyển chọn cực kỳ đẹp, chứ không làm những hàng lung côm như năm ngoái đâu. Năm ngoái nhiều bác biết rồi, em cũng làm một tí hàng bãi nhưng mà nó hàng nó xấu quá. Thôi bây giờ thanh lý hết những hàng xấu đi cho anh em thợ, còn đâu mới này các bác dùng cho sướng này, đẹp lung linh. Đấy, mình muốn làm cái tay này cho bác dùng dù là hàng bãi thật nhưng mà khi chúng ta cầm cái tay này nó cũng như hàng mới. Đấy, dùng cho nó yên tâm sướng hơn. Nhưng mà bích bãi bên em thì vẫn bảo hành cho bác bình thường nhá, vẫn bảo hành bình thường. Đấy, em sẽ bảo hành cho bác 1 năm luôn, bây giờ thì em không làm 6 tháng nữa, bảo hành 1 năm cho các bác luôn, bảo hành như hàng mới. Ra thì mình chọn cũng hàng nó cũng chất lượng rồi, cho không phải băn khoăn cái vấn đề là bảo hành, vì cái dòng này nó rất là ổn định, rất là bền, thậm chí là còn là nó còn bền và tốt hơn những một số cái hàng mới giá rẻ bây giờ. Anh em nhìn này, đây là mẫu mic này, còn mic Bayer cái dòng hôm trước của em thì nó bị sóng to, hộp sóng to, nhưng đây cũng là dòng Bayer các bác nhỉ. Đây hàng chuẩn Bayer luôn. Đây dòng này thì nó là dòng đời đầu của dòng Bayer 2 đế là 2014. Đó, thông tin rất là cụ thể, nó chuẩn chính hãng chuẩn của Bayer, chứ em không làm cái hàng lông côm đâu. Chất lượng các bác khỏi bàn rồi, con này làm sự kiện được, là phòng hát được, dùng gia đình thì không phải nghĩ luôn. Đây, cắm em dễ nguồn đây. Các bác nhìn nếu các bác nhìn tinh tế các bác biết ngay cái dòng này. Những cái đầu thu là anh phải tuyển chọn rất là kỹ, thậm chí là thay từ những cái bộ lấy những cái con, thậm chí là có những con mạch lấy những cái vỉ zin vào những cái đầu thu đẹp như này. Các nhìn nó rất là đẹp, nhìn chúng ta đặt vào tủ máy nó nhìn như hàng mới luôn. Đây hiển thị những dòng này của em đều có tự ngắt và gia tốc hết, đầy đủ tự ngắt và cảm biến gia tốc, anh em chơi sướng. Các bạn chúng ta nhìn là biết ngay hàng đẹp hay không. Số lượng thì không nhiều nhá, nhưng mà bây giờ những hàng bích bãi này hầu hết là ngày, hôm trước em về được chục bộ những dòng Bayer đời 780S 790. Dòng này thì là dòng đời đầu của Bayer, nó cũng rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Chất lượng nó vẫn thế mà. Chất lượng dòng này và dòng 780, 790 là như nhau. Tất cả những dòng Bayer này thì có một đời cao hơn của nó thôi. Đó là cái dòng mà hôm em có hai cái bộ màu vàng đấy. Đấy, lọc mãi được hai bộ. Thế thôi, còn những dòng 780, 790 này nó xem như nhau hết. Đều giống nhau. Đấy, anh em nào chơi thì liên hệ với em nhé. Không nhiều đâu. Vừa về một cái anh đã có một số anh em đặt hàng rồi, về còn chắc còn có vài bộ thôi. Hàng rất là đẹp. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Anh em tao có nhu cầu chơi hàng này thì liên hệ với em. Buổi tối nay thì còn một số hàng em lọc thêm một tí nữa, hàng bãi nữa thì lên cái livestream buổi tối ngày hôm nay. Các bác mà muốn xem có thể lên livestream tối nay ấy, để em giới thiệu thêm về một số cái dòng nó còn một vài bộ dòng khá là hay nữa. Còn đâu mà Bayer thì nó hàng này rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi clip của em nhé. Anh em nhớ cho em xin một like nhé.